giá trị phần thưởng, không những phần thưởng bằng những tiếng vỗ tay, phần thưởng bằng tinh thần, mà ngoài ra ban tổ chức dành to cho quý vị những phần thưởng bằng vật chất rất giá trị, phần thưởng rất có giá trị trên 1.000 và dưới 1 tỷ đồng ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 2 người ạ. Ai là người giơ tay đầu tiên? Vâng, mời chị gái đứng xa xa. Vâng ạ, và một anh chàng nữa cho ban tổ chức. Vâng, em mời chị gái vào. Một anh chàng nữa đi tham dự lễ hội chùa Thầy ạ, một anh chàng cao to đẹp trai đâu ạ. Ok, em mời anh. Dạ vâng, và ban cổ động của chùa Long Đầu chúng ta hãy gõ những chàng trống lớn hơn nữa được không ạ? Và kính thưa quý vị, những chàng vỗ tay thật lớn hơn nữa, thật giòn giã nữa để cổ vũ cho anh người chơi của chúng ta đâu rồi ạ? Quý vị vỗ tay hơn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, bây giờ công tác bịt mắt hai người chơi, hai vận động viên ạ. Chúng ta sẽ gọi tắt là hai vận động viên tham gia trò chơi. Dạ vâng, bây giờ phổ biến lại luật chơi một lần nữa nhá. Hai người chơi chúng ta sẽ đi tìm chiếc áo của mình và tự mình mặc, vào vừa mặc và phải vừa đi vòng tròn và vừa phải lắc mông ạ. Dạ. Dạ bây giờ em xin phép được phỏng vấn trước anh cho ban tổ chức và toàn thể khán giả được biết anh tên là gì và đến từ đâu ạ? Xin báo cáo với thiện toàn dân, tôi cũng là một người con Phật tử hôm nay về lễ hội chùa này và được tham dự trò chơi của ban tổ chức ngày chùa đề ra. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thanh Thanh, thị trấn Quốc Oai. Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh đến từ thị trấn Quốc Oai ạ. Và đến phỏng vấn một người chơi tiếp theo, một người chị gái rất xinh đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay, một người mạnh mẽ nhất và mạnh dạn nhất ạ. Vỗ một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không quý vị? Dạ vâng, chị có thể giới thiệu bản thân ạ. Em tên là Hằng ạ, em đến từ Phú Kim ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng đến từ Thạch Thất ạ. Vâng, trò chơi hai người chơi đã sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng chưa? Chị Hằng đã sẵn sàng chưa? Rồi. Và trò chơi của chúng ta sẽ được diễn ra trong 5 phút. Dạ vâng, trò chơi chưa bắt đầu ạ. Và bây giờ ban tổ chức sẽ đếm ngược 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng ạ, hai người chơi đi tìm tìm áo ạ. Dạ vâng ạ, khán giả được quyền ghép người chơi ạ. Bên trái ạ, nhưng mà không được chỉ tay ạ. Rồi. Rồi ạ, chị mặc. Yeah.
Chơi khoai chấm mật. Và kính thưa quý vị, bây giờ là hai người chơi đang bàn giao lại công cụ dụng cụ trò chơi cho ban tổ chức. Và ngay sau đây, ban tổ chức sẽ trao phần quà rất giá trị từ ban tổ chức cho dành cho hai người chơi như sau. Đó là phần thưởng bằng tiền mặt trị giá trên 1.000 và dưới 1 tỷ dành cho anh Dũng và chị Hằng ạ. Anh Thanh và chị Hằng ạ. Em xin mời hai anh chị những chiếc máy quay và camera đâu ạ? Rồi, chúng ta dành những tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? À? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hai anh chị đi ra ngoài kia và cùng đứa trẻ và chia nhau ạ. Cho ban tổ chức. Hôm nay được tham gia trò chơi này, ban tổ chức đề ra cho chúng rất là vui. Và cũng mong tất cả các anh chị em cùng đồng dân cùng tham gia vào để cho cái lễ hội được vui nhộn hơn. Và chúng tôi cũng rất may và rất vui anh em chúng tôi đã tìm thấy nhau và cũng đã được phần thưởng. Và anh em tôi xin mỗi người một tờ lộc, còn lại thì sẽ đem dâng hương vào trong chùa. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin thay mặt cho ban tổ chức tri ân công đức của anh Thanh